Và mình là Homy Mel. Hôm nay mình lại mang đến cho các bạn một chiếc xe ngọt ngào mà tinh tế. Nó sẽ lại là một chiếc Vespa Nioshima Byvin phiên bản 2017, màu vàng nhạt, khá phù hợp với những cô nàng trà sữa ngọt ngào, mệt kim và thổ. Các bạn có muốn tìm hiểu ngay không? Hãy cùng mình xem video nhé. Đây chính là chiếc xe điện Vespa Nioshima Byvin 2017, phiên bản màu vàng nhạt kem sữa. Và ngoài màu vàng nhạt này ra thì hãng Nioshima đã cho ra đời thêm 8 phiên bản màu sắc mới nữa, bao gồm màu trắng, màu đỏ, màu đen sần, màu xanh cửu long, màu nâu nhạt, màu đồng, màu đen bóng và màu xám đậm. Phiên bản xe máy điện Vespa Nioshima Byvin 2017 với thiết kế dập nổi chính hãng Nioshima và được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết với kiểu dáng thon gọn. Điểm nhấn trong thiết kế của xe đó chính là chiếc đèn pha chiếu sáng, đèn xi nhan và đèn hậu sử dụng công nghệ halogen LED giúp cho xe có khả năng chiếu sáng xa hơn, chùm sáng rộng hơn, cường độ ánh sáng mạnh hơn, đảm bảo an toàn cho người dùng khi đi vào buổi tối. Dòng xe này sử dụng động cơ được áp dụng công nghệ trúng nước cao cấp cho khả năng trúng nước vượt trội lên đến 1000W, có thể đi với tốc độ tối đa là 55 km/h với thời gian sạc đầy bình là 10 đến 12 tiếng. Quãng đường đi được tối đa là 80 đến 100 km trong một lần sạc. Ngoài ra còn được trang bị đồng hồ điện tử cho phép hiển thị đầy đủ và chính xác các thông số kỹ thuật. Việc sử dụng lốp không xăm cao cấp giúp giảm trọng lượng xe, xe bám đường tốt hơn, an toàn hơn trong chất lượng vận hành. Xe sử dụng tích hợp phanh đĩa cho bánh trước và phanh cơ cho bánh sau, có khả năng chống bó cứng, chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn cho người dùng khi phanh gấp hoặc đi trên những đoạn đường gồ ghề. Một trong những yếu tố quyết định khiến dòng xe máy điện Vespa Nioshima Byvin 2017 được đánh giá là dòng xe cao cấp và cực chất với các nút điều khiển tốc độ nhanh, vừa, chậm, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh tốc độ tùy ý muốn.